Cửa hàng Nhật Nông Cơ xin mến chào tất cả các quý khách hàng. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến mọi người một sản phẩm máy cắt cỏ. Hàng này hàng của Shindaway, hệ Echo. Đó, thì của Nhật nha mọi người. Thì xi lanh của nó là 32 ly. Đây. Echo SSR2201. Đó. Thì đời này sở hữu một cái bộ giật là có trợ lực nha mọi người. Bộ giật trợ lực nhỏ nhá. Đó. Thì giật cảm giác nó nhẹ hơn thôi ha. Và thứ hai là nó sử dụng một cái chế xăng quả ga ngang. Đó, bình xăng con quả ga ngang nha mọi người. Đó, cực kỳ nhẹ nổ và dễ sử dụng. Đây. Máy nó còn chung là còn rất là đẹp. Ôi. Đây, dây giật là nói chung là mới tinh luôn ha. Trời hiện tại bên em đang mưa thì em tranh thủ quay một cái video cho mọi người tham khảo ha. Thì thằng này sở hữu các chủ yếu ở gia đình nhá. Tất cả những gọi như chú nào mà có tuổi ấy, thì mình nên sử dụng cái dòng máy này, mình cắt cỏ gia đình là rất là hợp lý ha. Thứ nhất là độ nhẹ nhàng của nó là cũng nó vừa tầm, thứ hai là độ nhạy nổ nó cao, nó dễ sử dụng. Đặc biệt những dòng này hệ đời mới là rất là dễ sử dụng luôn. Đó, và cái nắp này là nắp bình xăng là nắp kín nha mọi người. Ở đây có một quả băng phông lấy khí trời nha. Đó, để nó lấy khí vào bình xăng lớn nha mọi người, hoạt động bình xăng. Đây, em sẽ quay chi tiết trước máy cho mọi người xem ha. Đó. Bình xăng lớn thì còn rất là mới ha. Đây. Tôi sao tình camera em nó hơi mờ mờ. Rồi. Đó. Và thứ hai, đời này nó được sử dụng một cái tay ga bóp. Tay ga cực kỳ hiện đại luôn nha mọi người. Đó, tay ga này như em cũng đã giới thiệu rất là lâu rồi ha. Thì tay ga này rất là khó hư. Thứ nhất là nó có một cái khóa ga nữa. Mọi người đẩy mức trên cao cùng như thế này là sẽ không bóp được ga. Nhưng mà mình bóp ga nó không có lên được ga ha. Đó, còn nếu mà mình đẩy đến mức cuối cùng, đó, là nó sẽ bóp được hết ga. Đó. Thay vì đó mình đẩy mức giữa thì mình bóp hết ga, mình chỉ được nửa ga thôi ha. Đó. Còn công tắc thì nằm trực tiếp tại đây luôn. Đó. Tắt mở chạy trực tiếp tại đây. Đây, cần của nó thì còn tem nguyên ha. Đó. Cản cỏ vẫn còn nhá. Đó. Và đây là bộ bát che đầu bò. Đây mọi người có thể thấy ha. Rất là đẹp, còn rất là sáng. Bộ này thì che cỏ rất là kín luôn. Đó. Đây. Rất là đẹp. Thì theo em được đánh giá về con máy này còn 90% nha mọi người. Còn rất là mới hoan ha. Nhìn nói chung là không chê vào chỗ nào được luôn. Nhưng mà nó cắt gia đình rất là hợp lý, rất là vừa tầm nhỏ nhẹ. Này thì thích hợp cho những các chú có tuổi thôi là vừa. Em thấy là cực kỳ là ngon luôn. Thì giờ em sẽ vào phần khởi động nhé. Thì trường hợp để lâu hoặc hết xăng, mọi người để bơm cái núm bơm xăng phụ này lên này. Đó, đây là có một cái chốt cần e đẩy lên. Trường hợp hết xăng hoặc để lâu, mọi người đẩy lên giật nó ho lên một tiếng, mọi người đẩy xuống là xa bình thường nha. Đó, giờ em sẽ khởi động nhé. Trước khi khởi động mọi người nhớ để ý công tắc này ha. Đó, đẩy xuống là tắt, đẩy lên là xài. Đây. Bộ giật này nó có trợ lực nhé, nên là giật nó cũng rất là nhẹ ha. Kéo nhẹ là nổ thôi ha. Đó. Kỳ nhẹ nổ luôn. Đó, thì quý khách hàng nào có nhu cầu sở hữu thì liên hệ qua số điện thoại của em. Số điện thoại của em là 0988 628 901. Số điện thoại có sử dụng Zalo và bên em có ship toàn quốc nha mọi người. Đó.